Sau trận đấu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức quyết định đưa Tiến Linh vào đội hình xuất phát, đồng thời xếp anh chơi ở vị trí tiền đạo sở trường. Đáp lại, đội trưởng của câu lạc bộ BKMX Bình Dương chơi trọn 90 phút, đóng góp nhiều vào lối chơi của đội và có bàn mở tỷ số. Tuy vậy, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức cho rằng anh vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu về mặt thể lực. Thật ra thì tôi nghĩ Tiến Linh ngày hôm nay bắt đầu cũng đang dần dần lấy lại cảm giác, nhưng cũng chưa phải là đạt được phong độ cao nhất. Tôi cũng muốn là thứ nhất là về thể lực cũng chưa đảm bảo, kể cả toàn đội chứ không phải riêng Tiến Linh. Ngày hôm nay thấy cả toàn đội chúng tôi thể lực rất là yếu, không đồng đều. Một số anh đã đội tuyển về chơi có nửa hiệp thôi họ cũng cảm thấy rất là đuối. Mình chứng là giống như Trọng cũng không có thể đủ sức, nếu mà đá 90 phút cũng khó. Chỗ của Hào cũng vậy, anh thấy chơi có khoảng chừng 65 phút là anh ta đã giọt bẻ rồi. Thì cái thể lực của đội Bình Dương thì nghĩ là nó chưa có sự đồng đều, mà không đồng đều có nghĩa là cái giữa cái hội các anh mà ở ngoài và cái lớp đá chính thức, cái khoảng cách nó rất là xa, họ không có đồng đều, vì lối chơi không có nhịp điệu, nó không đồng gánh được cho nhau. Thể lực có thể là nó dễ là phá sức cho nhau. Ở trận đấu vừa qua, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức có vài sự thử nghiệm đội hình, bởi vậy đội bóng của ông có phần lép vế trong những phút đầu. Tuy vậy, đội bóng đất thủ dần lấy lại thế trận khi Quế Ngọc Hải góp mặt trên sân, qua đó có được hai bàn thắng trong hiệp 2 để đi tới chiến thắng. Sau trận đấu trên sân Thống Nhất, câu lạc bộ BKMX Bình Dương sẽ hành quân tới sân Pleiku để chạm trán LP Bank Hoàng Anh Gia Lai trong khuôn khổ vòng 4 Night World V-League 1 2023-2024 vào lúc 17 giờ ngày 3 tháng 12. Thật ra thì tôi nghĩ là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 2-3 trận trước ở V-League, tôi nghĩ là tới ngày hôm nay tinh thần họ vẫn tốt. Mặc dù hậu trường thì tôi không biết việc gì, nhưng mà ra sân kể từ trận Nam Định, trận đá với lại Quảng Nam mà tới bây giờ thì nghĩ họ vẫn đang làm việc rất là tích cực. Họ rất là miệt mài làm việc, tinh thần rất là tốt.